rừng qua biển từ Quảng Ninh ta về để thứ chiến thương. Các vị khách quý, cùng toàn thể nhân dân và du khách đã đến với Tuần văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ 3 năm 2020, đến với Tiên Yên, nơi kết nối các sắc màu vùng dân tộc vùng Đông Bắc, và công bố quyết định công nhận thị trấn Tiên Yên mở rộng đạt chuẩn đô thị loại 4.